Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta lại tiếp tục đến với cái câu chuyện của Hồ Văn Cường đang rất nóng trên mạng xã hội và họ đang đấu đá nhau rất là mạnh giữa nữ đại gia và Trang Trần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin này để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và mọi người để lại ý kiến bình luận ở bên dưới giúp được Tàn TV. Thì mọi người cũng có thể biết rằng là trong cái buổi live stream ngày hôm qua thì bà nữ đại gia cũng đã lên tiếng rất là mạnh về cái câu chuyện của ông Hồ Văn Cường khi đã bị ép buộc ngồi 6 tiếng đồng hồ để chất vấn, và do chính quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng như là Trang Trần ngồi chất vấn Hồ Văn Cường, thì bà nữ đại gia đã rất là bực tức và đã lên nói rất là mạnh và sẽ đe dọa là sẽ kiện Trang Trần, gửi đơn lên Bộ Công an để xử lý Trang Trần về cái tội ép buộc, ép cung một đứa nhỏ như Hồ Văn Cường. Thì đây là một cái câu chuyện cực kỳ đáng hay để chúng ta chờ đợi xem coi họ sẽ kiện ra ngô ra khoai như thế nào. Nhưng bên phía Trang Trần thì cũng đã có những cái động thái đáp trả cực mạnh luôn nha mọi người, và tỏ vẻ ra không sợ gì và nói rằng là những hành động của mình đã có camera ghi lại và thích thì người ta cho coi, đừng ngồi đó mà nói xàm, đừng ngồi đó mà vu khống đó. Còn thích kiện thì kiện đi, nói rằng là đã kiện tôi trong vòng 7 tháng nay rồi, tại sao đến bây giờ tôi chưa thấy gì mà lại tiếp tục đề kiện tôi nữa. Đây là những cái lời lẽ thách thức của hai nữ gọi như là mạnh nhất trong showbiz hiện tại bây giờ nha mọi người. Tất cả mọi người đang chờ đợi xem thông tin họ đấu đá nhau xem như thế nào, rồi liệu chừng gọi như là trâu bò hút nhau rồi mũi có chết hay không. Thì mọi người có thể thấy là bên phía không phải là riêng hai người này đấu nhau mà còn rất là rồi mũi ở bên ngoài rất là nhiều nữa, người ta bu vào để người ta sâu xé cái câu chuyện này. Thì cũng có thể thấy rằng là người thì bỡ đích bên này, người thì bỡ đích bên kia, nói chung là hai bên đang đấu rất là mạnh. Thì nguyên văn cái bài viết của cái lời nói của bà nữ đại gia như thế nào và cái lời phản kháng của bên phía Trang Trần như thế nào, thì trên cái tờ báo 2 sao, báo chính thống của Việt Nam ta, thì cũng đã ghi. Thì Lực Tàng sẽ cho mọi người nguyên văn để mong mọi người nghe được, mọi người để lại những cái ý kiến của mình ở bên dưới những cái dòng bình luận để xem coi tình hình nó sẽ diễn biến như thế nào. Bị kiện ép cung Hồ Văn Cường, Trang Trần chửi sốc nữ đại gia. Nghe cái tiêu đề thấy sốc của mọi người, nghe tiêu đề là thế là mạnh rồi ha. Đây là lần thứ hai Trang Trần bị nữ đại gia Bình Dương tuyên bố nộp đơn kiện. Trong live stream chiều 13 tháng 10, nữ đại gia Bình Dương một lần nữa réo tên Trang Trần vì chướng tai gai mắt. Bà phẫn nộ hành vi tới tận nhà live stream ép cung mẹ của ông Hồ Văn Cường của chân dài vào hôm ngày 9 tháng 10 vừa qua, là cái hôm mà đến để quay mà bắt Hồ Văn Cường nói, mà Hồ Văn Cường nó ngập cầm như hến đó mọi người, nó không nói đó. Là cái hôm đó thì bà nữ đại gia đang rất là bực tức và bà nữ đại gia lên live stream chửi thẳng cổ luôn. Chửi như thế nào thì mọi người cùng lắng nghe nha. Cùng với đó là phát ngôn căng thẳng, Trang Hàng tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con của Hồ Văn Cường vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an trong hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị. Đấy, mọi người cũng nghe được cái tiếng quý vị không ạ? Tiếng quý vị này thì chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được rất là thuộc lòng rồi đúng không ạ? Nghe cái từ quý vị thì có người là cảm thấy rất là sướng, nhưng mà có người thì cảm thấy nổi hết da gà nha mọi người. Thì đây là cái ý kiến của tất cả mọi người để lại bên dưới cho Lực Tàng. Đấy không? Đùa quá hết vui rồi, tức là bà nữ đại gia sẽ quyết tâm kiện bằng được, đưa ra cái tội gọi như là ép cung những cái đứa nhỏ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là theo những cái quan điểm và suy nghĩ của bà nữ đại gia nó là như vậy. Thì bên rồi tiếp tục bà ta lại bà nữ đại gia lại nói tiếp nha mọi người, con Trang Trần, thằng quản lý và một số người đã hành hung thằng nhỏ, nói hành hung luôn nha mọi người, có không từ ai? Tức là hỏi ý kiến của khán giả đó, tại sao tụi bay khốn nạn tận cùng như vậy đó. Và bà Khủ Du Lịch chất vấn, theo lời nữ đại gia, Trang Trần đã tra khảo ép cung Hồ Văn Cường 6 tiếng dưới sự chỉ đạo của một nhân vật để gây sức ép hòng đuổi mẹ con của Hồ Văn Cường ra khỏi nhà Phi Nhung. Bà khó chịu Trang Trần sau đó trở về tiếp tục live stream chửi giọng ca sinh năm 2003, cho rằng vong ơn bội nghĩa với người đã khuất. Sau live stream của nữ đại gia, Trang Trần cũng nhanh chóng có cuộc live stream đáp trả. Cô không hề sợ hãi khi bà chủ du lịch tuyên kiện,
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lời đáp trả của Trang Trần. Một lời đáp trả đanh thép, không ngắn ngẫm gì nha mọi người. Đó, bên kia đã mạnh thì bên đây mạnh hơn, tức là vỏ quýt dày có móng thanh nhọn. Đây là cái cuộc đấu đá rất là hấp dẫn nha mọi người. Và Trang Trần nói như thế nào thì lần này sẽ đọc cho mọi người. Dọa kiện 7 tháng nay rồi mà vẫn chờ mà chưa thấy cái lá đơn nào. Nhanh nhanh hộ cái đi, nói kiện không kiện được là nhục đấy, khiếp sợ thật. Cựu mẫu thách thức. Cô nói thêm, khổ thực sự, người ta tởm không thèm nhắc lại, cứ tưởng là mình kinh, sợ khủng khiếp. Tao thách cuộn già, mày không kiện được tao thì mày câm họng đi. Tao cho mày 10 ngày đâm đơn kiện tao, mày không kiện được thì uống chấm 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 mà chết đi. Tức là cho Trang Trần đã đưa ra một cái lời đề nghị là trong vòng 10 ngày là bà nữ đại gia phải thực hiện cái lời hứa của mình với tất cả người hâm mộ là sẽ gửi đơn kiện Trang Trần lên đến Bộ Công an. Và Trang Trần cho thời hạn 10 ngày đó mọi người để mà kiện. Tại vì trước đó cũng có một lá đơn của bà nữ đại gia gửi lên Bộ Công an rồi, đối với Trang Trần rồi, mà hình như đâu là 7 tháng trước rồi đến giờ chưa thấy đâu. Thì Trang Trần cũng đang thách thức và đang rất là tự cao, tự hào về cái hành động mà đề kiện. Thì không thấy kiện đâu mà bây giờ lại tiếp tục đề kiện nữa. Thì Trang Trần đang chờ, mà nếu như không kiện được thì thách thức ở trong này là uống cái này cái kia mà ra đi đi. Đó thì mọi người có thể thấy rất là căng đúng không? Mày đâm đơn kiện và được tiếp nhận hay không là một chuyện khác đúng không? Và không nên nết quen cái thói vu khống người khác rồi, tẩm lợm. Qua đây Trang Trần một lần nữa khẳng định không hề chèn ép ăn hiếp hay dàn xếp tra tấn ép cung Hồ Văn Cường, không có cái gì hết cho mọi người, quyết định là không như vậy. Thì không như vậy cho nên là Trang Trần mới mạnh miệng để lên thách thức bà nữ đại gia đúng không mọi người? Chứ nếu mà có thì ai mà dám thách thức như vậy, không? Thì để xem bà nữ đại gia sẽ có bằng chứng chứng cứ gì hay không để cung cấp lên phía cơ quan công an để cho Trang Trần đi bóc lịch nha mọi người, đúng không? Tiếp tục Trang Trần nói tiếp, nên nhớ nhà có camera, muốn xem có người tra tấn hay không thì chị úp cho, không? Còn con cuộn già có quyền gì mà đi đòi tiền? Cựu người mẫu gay gắt. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Trần bị nữ đại gia tuyên bố kiện tụng. Trong live stream ngày 28 tháng 9, bà từng cho biết, nhất là con Trang Phàn mắm tôm, tôi đã làm đơn kiện nó rồi, đừng có nhúng môi nhúng mỏ tạo biết bao nhiêu điều trên xã hội. Mày sẽ trả giá đó con mắm tôm. Mày suốt đời chỉ là một con mắm tôm, không sai. Mọi người thấy chữ gớm không? Hai bên mà lên mạng xã hội chữ ghê không? Đó là những người phụ nữ quyền lực đó. Trước đó cả hai từng nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội. Trang Trần 5 lần 7 lượt phanh phui dĩ vãng không tốt đẹp của đối phương, cho rằng CEO Bình Dương làm loạn xã hội. Cựu mẫu tuyên bố khi nào mà chịu im thì cô mới ngừng nói. Mọi người thấy không ạ? Đây là một cái câu chuyện đấu đá nhau cực mạnh ở trên mạng xã hội giữa các nữ đại gia. Một bên là nữ đại gia Bình Dương, một bên là nữ cựu người mẫu Trang Trần. Thì tất cả mọi người cũng có thể thấy rằng là không biết là câu chuyện nó đi đến đâu, nhưng tất cả người hâm mộ đang chờ đợi cái kết cục của cái câu chuyện này và cũng rất là mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý. Chứ còn tình trạng mà chèn ép nhau, chửi bới nhau, lăng mạ nhục mạ một cách rất là mạnh, thật tệ ở trên mạng xã hội như vậy thì làm cho rất là nhiều người người ta ngao ngán và chờ đợi cái kết quả, cái kết cục cuối cùng thì nó quá lâu, trong vòng cả 7 tháng nay rồi đúng mọi người. Và cái sự việc của Hồ Văn Cường thì đến thời điểm hiện tại bây giờ đã được khui lại sau khi Hồ Văn Cường đòi tiền, nhận tiền của quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung, và đã xảy ra rất là nhiều chuyện xoay quanh cái sự việc này, có rất là nhiều lời vu khống nhục mạ nhau trong cái câu chuyện này để giải quyết, trong khi cô ca sĩ Phi Nhung vừa mới qua đời chưa được an táng. Thì đến thời điểm bây giờ ca sĩ Phi Nhung đã được an táng thì họ lại tiếp tục đưa cái câu chuyện đó vào để gọi như là môi móc của ca sĩ Phi Nhung lên để chửi rất là mạnh luôn mọi người. Thì Lâm Tàm cảm thấy đây là một câu chuyện rất là xót xa, rất là đau buồn, đặc biệt là đau buồn cho phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung khi nhận được những cái lời mà trách móc cũng như là chỉ trích xỉ bói vào cái câu chuyện này để chửi chính người mà đã mất rồi, thì chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Thì những cái thông tin mới mà Lực Thằng cũng vừa mới cập nhật được nữa, thì xôn xao clip của Hồ Văn Cường dọn ra nhà mới sau khi nhận tiền cát xê từ phía ekip của ca sĩ Phi Nhung.
Tức là Hồ Văn Cường đang ở trong nhà của ca sĩ Phi Nhung, và trong suốt cái thời gian mà nhận được tiền rồi thì Hồ Văn Cường nghe đâu là chưa chuyển được nhà. Thì ngày hôm nay chúng ta đã cập nhật trước đó cho mọi người là đã có một người phụ nữ quyền lực ở thành phố đã có một căn nhà chưa sử dụng đến và cho bên phía gia đình Hồ Văn Cường để vào đó ở nhờ. Nhưng mà chưa biết được là có chuyện gì hay không, nhưng trên mạng xã hội bây giờ xuất hiện một cái đoạn clip ngắn được cho rằng là có Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường đang dọn nhà để chị đi. Thì mọi người nghe kỹ cái đoạn clip đó, có tiếng của chị Phi Nhung ở trong đó. Thì như vậy là cái clip đó là cái clip trước đây, không phải là clip hiện tại bây giờ. Họ lấy clip cũ họ up lên và nói rằng là Hồ Văn Cường đưa đi. Thì nội dung nó như thế nào, chính xác như thế nào thì Lực Tài lại tiếp tục đọc để cho mọi người. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc, con nuôi của Phi Nhung không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường. Sau khi Phi Nhung ra đi được vài ngày, những ồn ào về số tiền cắt xê của Hồ Văn Cường một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Ai nấy đều không khỏi thắc mắc về thời gian nam ca sĩ chuyển ra khỏi nhà và tình hình hiện tại ra sao. Mới đây trên mạng xã hội TikTok có lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Hồ Văn Cường đang dọn dẹp nhà cửa. Người đăng cho biết nam ca sĩ đã tìm được chỗ ở mới. Hồ Văn Cường đang lúi húi lau dọn đồ đạc cùng mẹ ruột. Đáng chú ý là dù lau dọn khá vất vả nhưng trên gương mặt của Hồ Văn Cường lại luôn tươi cười, biểu cảm và khác hẳn vẻ buồn bã với thời gian của Hồ Văn Cường khi vướng vào vụ ồn ào. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, rất là vui. Đang dọn nhà đây mọi người nha. Đó, đây là clip TikTok và họ cho rằng là Hồ Văn Cường đang dọn nhà. Nhưng mà chúng ta để ý cho kỹ là chúng ta sẽ biết được clip này là clip trước đó rất là lâu rồi. Họ đăng lên trên Facebook, trên TikTok á, bây giờ họ đăng lại nha mọi người. Ngoài ra, theo một số thông tin, Hồ Văn Cường đã có những động thái đầu nhằm tách ra ở riêng. Đó là nam ca sĩ đang đi gom góp các thùng giấy, cũng được chia sẻ có thể đây chính là vật dụng để giúp giọng ca nhí đựng và đóng gói những đồ đạc cần thiết. Ngoài ra, theo tiết lộ từ Long Nhật, Hồ Văn Cường có gọi điện cho cô giáo để nhờ tìm giúp chỗ ở mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác rằng gia đình giọng ca nhí một thời để chuyển đi đâu. Chiều ngày 11 tháng 10, quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền giải quyết vào chuyện ồn ào cắt xê với Hồ Văn Cường. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường cũng chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân. Thì mọi người cũng đã đọc được cái dòng trạng thái của Hồ Văn Cường trên trang cá nhân rất là dài rồi đúng không ạ? Đó, cho nên rằng là trong cái câu chuyện mà Hồ Văn Cường chuyển đi á, là chưa có bằng chứng xác thực. Và cái đoạn clip TikTok đó thì có tiếng của chị Phi Nhung thì không thể nào mà Hồ Văn Cường quay clip để đưa lên trên mạng xã hội được. Thì đây cũng là một cái chiêu trò của những cái nhóm người đó để họ đưa lên nhằm một cái mục đích gọi như là đánh vào cái cuộc chơi này để cho tất cả chúng ta biết được là họ đang tách biệt nhau và họ đang chia lìa lẫn nhau. Có thể là gieo tiếng xấu để cho họ tiếp tục đấu tố nhau trên mạng xã hội nha mọi người. Rồi tiếp tục đến với một cái thông tin mới nữa là lại tiếp tục có một bầu xô sẵn sàng lo cho Hồ Văn Cường đi học đại học và theo đuổi đam mê. Thì có rất là nhiều người cũng đứng lên để chỉ trích Hồ Văn Cường. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ vẫn có rất là nhiều người cũng đã đứng lên để có cái dấu hiệu là bênh vực cũng như là lo lắng cho Hồ Văn Cường trong thời điểm hiện tại bây giờ. Thì những cái ý kiến của tất cả khán giả Lực Tàng cũng chỉ mong tất cả mọi người để lại ý kiến bên dưới và Lực Tàng sẽ cập nhật thông tin trong clip này. Bầu thị sẵn sàng lo cho Hồ Văn Cường đi theo học đại học và theo đuổi đam mê ca hát. Trước đó, ca sĩ Hồ Văn Cường cũng được một doanh nghiệp tại Hà Nội ngỏ ý mời làm đại sứ thương hiệu, trả cát xê 2 tỷ đồng một năm. Thời gian gần đây, sự việc liên quan đến ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường đã nhận được sự quan tâm của truyền thông. Mới đây, đích thân ca sĩ trẻ này cũng đã lên tiếng khẳng định thời gian tới sẽ tập trung vào sự nghiệp học. Qua đó sẽ dừng hợp tác với công ty của cố ca sĩ Phi Nhung, đồng thời là mẹ nuôi của Hồ Văn Cường. Ngày 14 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Đức Thị, Bầu Thị, chủ tịch của công ty cổ phần tập đoàn Thái Group, cũng có những chia sẻ về trường hợp của ca sĩ Hồ Văn Cường. Mình thần tượng danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung. Cùng ca sĩ Hồ Văn Cường, ekip Phi Nhung không còn giá trị vì ca sĩ đã qua đời. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu đến để cháu đam mê ca hát và học đại học. Bầu Thị chia sẻ,
Bầu Thị là nhân vật quen thuộc với giới truyền thông. Ông được biết đến là một trong những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán với vị trí thứ 6 tính đến tháng 3. Đồng thời Bầu Thị còn nổi tiếng khi từng sở hữu hai đội bóng câu lạc bộ bóng đá xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam. Ngoài ra ông chủ Thay Group cũng là cái tên có tiếng trong giới chơi xe sang. Trước đó ca sĩ Hồ Văn Cường cũng được một đơn vị có tên Nha Khoa Quốc tế ngỏ ý mời làm đại sứ hình ảnh, tiền cát xê 2 tỷ đồng trên một năm, hợp đồng 5 năm, đơn vị sẽ thanh toán trước 1 năm ngay sau khi ký hợp đồng. Ngoài ra đơn vị này cũng kêu gọi cộng đồng mạng giúp liên hệ với ca sĩ Hồ Văn Cường. Doanh nghiệp này cũng khẳng định bất kỳ nhãn hàng nào trả giá mời ca sĩ Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, dược phẩm này sẽ sẵn sàng trả cao hơn 1 tỷ đồng, quyết tâm mời nam ca sĩ về bằng được. Phía dưới bình luận, doanh nghiệp cho biết nếu không thể mời ca sĩ Hồ Văn Cường hợp tác vì bất cứ lý do gì, người đại diện tên H sẽ tặng vào tài khoản của nam ca sĩ số tiền 200 triệu đồng ngay trong tháng 10. Ngày 11 tháng 10, sau thời gian dài im tiếng, chính ca sĩ Hồ Văn Cường đã có những chia sẻ về vấn đề liên quan tới mẹ nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, nam ca sĩ đã cho biết đã nhận đủ tiền cát xê 5 năm qua. Cùng thời điểm trên trang Facebook cá nhân, anh Đỗ Quang Chí, quản lý truyền thông của cố ca sĩ Phi Nhung, cũng cho biết ca sĩ Hồ Văn Cường cùng gia đình đã được bàn giao đủ số tiền cát xê kèm theo 5 triệu đồng, 500 triệu đồng, khoản tiền mà cố ca sĩ Phi Nhung hứa sẽ tặng cho ca sĩ ở riêng. Bên cạnh đó, tiền giải thưởng quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 180 triệu đồng tại thời điểm đó đã được đưa cho mẹ ruột của Hồ Văn Cường là chị Võ Ngọc Thu mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng và giữ đến nay. Đó là một thông tin mới nữa, là một bầu thị ở đất nước Nam ta rất là dữ dằn cũng đã lên tiếng giúp cho Hồ Văn Cường. Như vậy chúng ta cũng cảm thấy rằng là trong câu chuyện này không biết là kết cục như thế nào, nhưng người ta cũng đang rất là mong những ai đang yêu mến hâm mộ ca sĩ Phi Nhung mong làm sao cho Hồ Văn Cường hãy ra khỏi nhà của ca sĩ Phi Nhung càng nhanh càng tốt, để không gây những cái hiềm khích không đáng có. Trong thời điểm hiện tại bây giờ họ đang rất là nóng, và họ gia đình Hồ Văn Cường ở trong nhà của ca sĩ Phi Nhung càng lâu thì sự việc xấu nó càng xảy ra và họ sẽ châm chọc vào đó rất là nhiều, cho nên là họ đang muốn Hồ Văn Cường đi. Thì bây giờ có rất là nhiều những cái lời mời cho nhà ở rồi hợp đồng này hợp đồng nọ, thì mọi người cũng nói rằng là thôi Hồ Văn Cường hãy nên đi và đừng ở trong nhà của ca sĩ Phi Nhung nữa, đừng dí líu gì đến nữa. Thì như vậy cũng là một cái kết tốt đẹp, cũng rất mong làm sao cho những người như Hồ Văn Cường sẽ có được một cái đường đi nước bước nó tốt hơn, tại vì dù sao đi chăng nữa nó cũng đang còn nhỏ, đúng không mọi người. Thì hy vọng rằng là những cái người mà đáng trách nhất á là những người đứng sau giật dây, những người đứng sau chỉ đường dẫn lối cho Hồ Văn Cường đi sai lầm, thì sẽ suy nghĩ và đính chính lại thông tin để in cho Hồ Văn Cường có một con đường sống. Còn nếu như mà cứ bu vào mang cái chất giúp đỡ mà không giúp đỡ bằng sự thật, mà chỉ bằng lời nói vu vơ rồi kích động làm cho sự việc để lên cao trào, thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề đối với gia đình Hồ Văn Cường phía sau. Thì ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp thông tin để cho tất cả mọi người để lại ý kiến và bình luận thôi. Lực Tàng không bình luận trong cái clip ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.